Bồ Đào Nha được khuyên để Ronaldo dự bị tại Euro 2024. Theo cựu tiền vệ Paul Merson, Bồ Đào Nha nên để Cristiano Ronaldo ngồi ngoài hai trận đầu vòng bảng và chỉ sử dụng tiền đạo 39 tuổi ở lượt cuối nếu chắc suất vào vòng 1/8 Euro 2024. Ronaldo vẫn được triệu tập dù bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, Merson viết trên Sportcast. Ronaldo vẫn là đội trưởng và ghi nhiều bàn tại Ả Rập Saudi. Nhưng tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ xem Ronaldo tập luyện thế nào rồi mới quyết định cách sử dụng cậu ấy. Tại Euro 2024, Bồ Đào Nha nằm ở bảng F và lần lượt gặp Cộng hòa Czech ngày 18 tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22 tháng 6 và Georgia 26/6. Theo Merson, Bồ Đào Nha nên để Ronaldo dự bị ở hai lượt đầu và chỉ xếp anh đá chính lượt cuối gặp Georgia nếu đã chắc suất đi tiếp. Bồ Đào Nha chỉ nên tiếp tục để Ronaldo đá chính ở vòng loại trực tiếp nếu tiền đạo 39 tuổi đá tốt trận gặp Georgia, cựu tiền vệ Anh nhấn mạnh. Dù không vô địch giải chính thức nào cùng An Nassr, Ronaldo vẫn có mùa 2023-2024 bùng nổ với 50 bàn trong 51 trận, trong đó có kỷ lục 35 bàn tại Saudi Pro League. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ đầu tiên giành vua phá lưới ở 4 quốc gia, gồm Ả Rập Saudi, Anh, Italy và Tây Ban Nha. Martinez đánh giá Ronaldo duy trì phong độ ổn định ở cấp câu lạc bộ và vẫn là cây săn bàn đáng kinh ngạc. Nhưng Merson không đánh giá cao thành tích của Ronaldo khi chơi trình độ và năng lực tại Saudi Pro League. Cách sắp xếp đội hình như vậy là đúng đắn bởi việc dự Euro 2026 sau khi thi đấu ở tiêu chuẩn thấp hơn ở Ả Rập Saudi là bước nhảy vọt, cựu tiền vệ Arsenal viết tiếp. Ronaldo, ở tuổi 39, có thâm niên cao nhất đội với 206 trận, nhưng cầu thủ lớn tuổi nhất được triệu tập là trung vệ 41 tuổi Pepe của Porto. Những ngôi sao được kỳ vọng khác của tuyển Bồ Đào Nha là Bernardo Silva, Ruben Dias, Man City, Bruno Fernandes, Man Utd, hay Rafael Liu, AC Milan. Merson đánh giá Bồ Đào Nha là tập thể giàu kinh nghiệm, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Có thể gắn kết tốt và là ứng viên vô địch tại Euro 2024. Danh thủ 56 tuổi cho rằng Bồ Đào Nha có cặp trung vệ chắc chắn là Pepe và Ruben Dias, còn Bruno Fernandes là cầu thủ đẳng cấp và nên đóng vai trò chủ chốt cho đội. Hồi tháng 3, cựu danh thủ Chelsea và tuyển Pháp Frank Lebao có nhận định tương tự khi cho rằng Ronaldo sẽ là rào cản cho tham vọng vô địch Euro 2024 của tuyển Bồ Đào Nha. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên Tottenham Harry Redknapp đánh giá Ronaldo vẫn có phong độ tốt ở tuổi 39 vì biết cách chăm sóc bản thân và đủ sức làm đầu tàu của Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.